Kính thưa quý vị thân mến, sau khi mà Thành Nguyên cập nhật cái tình hình sức khỏe của em Tân lên để cho quý vị xem đó, thì hôm nay quý vị thấy sức khỏe của Tân cũng khá là ok rồi đúng không ạ? Dạ, nhưng mà có một cái điều mà về một cái câu chuyện mà Thành Nguyên mới nghe loáng thoáng sơ qua về cái người chỉ của em Tân đó quý vị. Dạ, thì nghe bảo rằng là chỉ của em vừa mới bị tai nạn và khá là nặng quý vị ạ. Cái người chị mà đã bán cái căn nhà của em Tân ấy. Dạ. Thật sự là Thành Nguyên cũng không biết phải nói sao về cái sự việc này. Vì trước đó Thành Nguyên cũng có nói, cũng có kể với quý vị về cái câu chuyện mà vì sao mà em Tân không có nhà mà phải đi sang nhà của vợ để mà xin tá túc ở bên vợ. Và cũng rất là may mắn cho em Tân là được sự yêu mến và được sự quan tâm của vợ lẫn mẹ vợ, anh em bên đằng vợ rất là lo lắng cho em Tân. Đó là một cái diễm phúc mà không phải, thật sự là không phải ai cũng may mắn có được cái điều đó. Đấy thì là thời gian qua đó, thì người chị gái của Tân sau khi mà thấy Tân mà thập tử nhất sinh mà bị phỏng như vậy đó, nghĩ là Tân không qua khỏi được, cho nên là đã lừa Tân để mà bán luôn cái căn nhà đó. Đấy thì đâu đó là bán được hơn 400 triệu quý vị. Và sau khi mà em Tân tỉnh lại đó thì cũng kiển cáo ra đó thì cũng đòi đâu đó được khoảng hơn 100 triệu, 150 hay là gì đó quý vị. Đó thì sau khi đòi ra được cái số tiền đó thì cũng đủ để mà trả nợ trong cái khoảng thời gian mà Tân nằm viện. Thời gian đó là phải đi vay mượn khắp nơi để mà chạy chữa cho Tân. Thì cũng lấy được lại được 150 thì cũng vừa đủ để mà trả nợ thôi. Thì đó thì là khoảng nửa tháng nay quý vị nghe bảo là người chị gái của Tân là bị một cái xe tải cán vào, bị gãy mất mấy cái xương sườn, rồi bị dập lá lách, rồi bị dập thận nữa quý vị. Nghe bảo là cũng nặng lắm. Đấy thì cái sự việc đó nó như thế nào? Thì bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên, chúng ta sẽ đón xem cái cuộc trò chuyện giữa Thành Nguyên và em Tân, xem em Tân nói về cái sự việc này như thế nào ha quý vị ha. Mời quý vị. Anh có nghe cái thông tin là hình như chị gái của em bị gì hả? Dạ, bị xe đụng. Bị xe đụng hả? Dạ, em không biết nữa. Em nghe nói vậy thôi. Em cầu cho bà sống nữa mới nuôi hàng con quá thôi chứ. Mà nghe khó cho mẹ em. Nghe bảo cũng nặng lắm à? Nghe nói là không biết chính xác hay không. Nghe nói là dập trái thận, dập thận đồ lòng. Dập thận, dập đồ lòng hả? Gãy sáu về sườn non thì em cũng không gặn. Thì em không có hỏi nhiều. Thì dứt tình rồi thì thôi chứ biết nói gì chứ. Người hỏi điện em sao không hỏi thăm vậy chứ. Nghe nói chỉ có hỏi thăm thôi đâu mà không bắt gì phải hỏi lại. Thì chủ yếu bà sống nuôi cho hai nhỏ được. Mà có người nói với em là em sao không có hỏi thăm gì chị đúng không? Nhỏ cháu. À nhỏ cháu hả? Thật sự ra đó có việc kia. Hoàn cảnh của Tân á, thì trước đây Thành Nguyên có nói về cái hoàn cảnh của Tân thì cũng rất là nhiều rồi. Đấy, cha thì không có nhìn, còn chị thì lừa bán luôn cái nhà của Tân. Rồi cuối cùng là phải đưa nhau ra tòa, cũng kiện cáo mãi rồi mới lấy được hơn trăm ha. Lấy hơn trăm được cái tiền đó về cũng đủ để mà trả nợ cái trong cái khoảng thời gian mà Tân vay mượn để mà chạy chữa phòng đó quý vị. Rồi bây giờ trời xuôi đất khiến sao rồi bà chị của Tân là bây giờ bị tai nạn khá là nặng, nghe bảo là cũng dập
anh còn nghe thông tin là bị dập lá lách gì đó. À, đúng rồi. Ừ. Còn em có nghe nó. Rồi nó gãy xương sườn rồi tùm lum tà la. Em không biết đi đâu, nó nghe nói đi xe tải nó về nó cản hay sao. Ồ. Xe tải cản à? Em cũng không gần gì mấy, tại vì nó nhắn tin hỏi gì. Bữa đó em đi Sài Gòn với anh Năm á, em đang nằm trên xe em đợi đi về á. Ừ. Nó mới nhắn tin nó hỏi ông Lúa hay gì không. Nó không, nó mà bị cái xe nặng lắm. Ừ. Nghe nói tới giờ chưa tỉnh nữa. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh? Bữa hổm á, là 2 ngày rồi mà chưa tỉnh nữa. Ngày đi nhưng mà chưa bây giờ tỉnh chưa? Giờ nghe nói tỉnh thì vậy. Mà đang nằm viện hay là về rồi em? Em cũng không rành, em cũng hỏi. Cũng không hỏi ha? Dạ đúng rồi. Ừ. Giờ nhắn tin nó hỏi em, nói hay gì. Rồi bà bây vậy vậy đó. Ừ. Nghe nói nặng lắm. Nó hỏi có điện có thăm không, số điện thoại tao mà chặn hồi đó giờ có thăm gì. Ừ. Mà em bị như vậy mà thập tự nhất sinh mà bà còn bán đúng nhà rồi. Bán luôn cái căn nhà của mình. Không điện em hỏi thăm tiếng. Không hỏi thăm tiếng. Tới lúc em về luôn rồi, có anh hai chạy qua được mấy ngày rồi vụ cái nhà lựng sựng lên là một đồng dứt đuôi luôn. Mà em đi về em đốt nhang, mẹ là đuổi em đi tới. Lúc em ra đây mà không qua luôn, chỉ ra tòa gặp mặt thì thôi. Nếu như em khỏe như bây giờ thì cái nhà nó chắc không bán được với em. Vì chuyện tới cùng thì giấy tờ giấy tay có, với lại em ở đó mười năm tròn ai cũng biết hết. Mà cái giấy tay đó cái hồi mà cháy nhà có còn nữa không hay là cháy dạ, còn mà đang còn nữa. Dạ đúng đó, lúc đó là mẹ bà đứng tên à. Nguyên xứ đó ai cũng biết em ở với mẹ từ nhỏ, từ đó tới từ lúc mà cắt nhà tới lúc bà mất. Người ta kêu về đi có gì người ta làm chứng nha. Em yếu quá em đâu đi nổi. Yếu xịt. Anh chỉ em nhẹ em cũng chết. Mà chị của em bị tai nạn như vậy là được mấy tháng rồi? Nói chừng nửa tháng nay. Nửa tháng nay à? Dạ, không tới nữa. À. Thì anh cũng nghe cái thông tin loáng thoáng qua về thôi. Thì anh cũng nói là để đến đây anh thăm sức khỏe của em đó. Để anh hỏi thăm về cái việc đó sao sao. Em nói là mới có khoảng nửa tháng nay thôi. Dạ đúng rồi, chừng 10 ngày thì không tới nửa tháng. Ừ. Em cũng đâu biết gì đâu, nhưng nhắn tin hỏi. Rồi bữa đó có anh Năm đi chạy xe anh bỏ. Ừ. Rồi anh chở em lên chảnh đi tới khám với bác á. Rồi uống về đó. Anh có điện cho chị Kiều hay gì đó. Hỏi chị Kiều có ăn đều không, chị Kiều chị kể. Ừ. Rồi ba ổng đem ra cho 10 triệu. Nghe nói nặng lắm. Ừ. Rồi thôi tới giờ em không hỏi. Là ba đem ra cho chị em 10 triệu để mà chạy chữa. Ba ruột của chị á. À. Là cha của anh Năm. Ừ. Đó còn đó anh ơi. Chạy cho ông thấy chạy lấy không hay. Thật sự trong cái cuộc sống này đó, khi mà mình gieo nhân nào, nhiều khi mình gặp cái quả đấy thêm. Dạ. Mình thì thì không nói gì chứ, chủ yếu là thì mẹ em còn ở đó, cho hai nhỏ, nó còn nhỏ nữa, tội nghiệp. Nói có gì tội nghiệp hai nhỏ. Con nghiệp khá nữa, con của chị. Con lớn chưa? Nhỏ chắc nghe hôm nay nó học lớp 1 rồi. Không, vậy đó. Còn lớn, đứa đầu lớn, hả? Lớn học lớp 3, lớp 4 vậy. À. Đứa bé thì lớp 1. Dạ. Đứa lớn thì lớp 3, lớp 4 gì đó. Dạ đúng rồi. Đứa đâu đó khoảng 6, 7 tuổi với 10 tuổi gì dạ, đó đúng rồi, dạ đúng rồi. Này mẹ em còn nằm đó rồi mà có gì mất công. Ừ. Nhưng mà cái phần mà lần trước anh có nói với em là rước mẹ em về đây để thờ dạ, phụng em tính sao? Đám dỗ tới này em vô chồng em rước vậy, em có mua tủ. À. Là đám dỗ tới này em làm lớn xíu thầy đám đầu tay. À. Em rủ bạn bè với anh em ra chơi. Là làm tại đây luôn ha? Dạ đúng rồi. Ừ. Hôm nay thì anh đến đây anh thấy cái bộ này là em đi chọn hay là ai chọn đấy? Dạ em đi mua. Vợ em đi mua hả? Hay là nó mua bự quá nó chặt. Ừ, với cái tủ đó thì sau này mình để thờ trên này luôn. Dạ. Ừ. Mới có 2 ngày gì? 2-3 ngày nay hả? À, mới có 2-3 ngày nay ha? Dạ. Ừ. Nói chung cái nhà thì
có cái bộ bàn ghế để cho khách khứa này kia kia nọ đến ngồi thì cũng cũng hay. Thì mấy lần trước đến đây thấy mẹ vợ cứ chạy sang nhà bà con cứ mượn mấy cái ghế nhựa không rồi ngồi dưới đất. Gán cho bà mẹ đâu khỏe lại bà nhàn khói cho mẹ em chồng bà ở đâu hả? Thì qua rồi cũng thôi cái chuyện chắc nó qua rồi đi ha. Dạ, đúng rồi. Cũng lại trời lại Phật cho khỏe lại để còn nuôi hai đứa con. Ghi người ta chi mình cũng có ra tiền nó thôi để đi làm để cho nó có tiền xài với này hơn thua chi ba chuyện thì gì qua rồi em bỏ thôi. Không có để bụng để làm cái gì để em ăn tội thêm nữa. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì ngày hôm nay Thành Nguyên đến đây để Thành Nguyên thăm lại Tân, đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai đó thì Thành Nguyên cũng nghe cái thông tin rằng là chị gái của Tân bị như vậy đó, thì để Thành Nguyên hỏi xem cái sự việc nó có đúng hay không. Nhưng mà như Tân chia sẻ đó thì chị gái của Tân bị cũng khá là nặng đó, thì cái vấn đề đó thì thôi cái chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi, thì mình cũng không có nói vô nói ra nữa gì. Còn cái chuyện mà quý vị có muốn thảo luận hay gì đó thì chúng ta cứ để lại cái phần bình luận ở phía dưới thôi nhà. Cái đó anh bỏ cho anh biết hay là chị Kiều? Chị Kiều cho anh hay. Thì chị Kiều là chính xác, tại vì ba đem tiền cho chị Hồng Dũng. Thì bữa đó chị Kiều anh Lâm điện. Thì bữa không biết có nghe nói là lắc trái thẳng đâu, không biết có không em. Trái thẳng sao? Lắc con trái á, nghe nói dập mà hai trái mà lắc con trái còn một trái. À vậy đó hả? Hai trái thẳng mà dập đi một trái. Dạ. Là Nhung mấy bữa sau là từng gọi hay gì nhắn tin là bả sắp xuất viện rồi mà không có về hay chưa em không hỏi. Nhưng mà bị nặng như vậy mà mới có nửa tháng nay thì dễ gì. Dạ, em chắc cũng phải nằm hàng tháng ấy, dập lá lách này quý vị, gãy mấy xương sườn rồi dập thận rồi gì nữa hết em cũng biết. Em biết không nhiều. Nguyên siêu chóng người ta điện người ta nói với em đó. Hỏi mày hay gì chưa, hay gì nó chị mày xe tai nạn xe hai ba người điện nữa. Em nói em đâu biết gì đâu. Thì em thấy trời cho thấy trời lấy không thấy mới đó ha mèo. Mà bây giờ nhân quả này nó tới nhanh lắm em. Dạ đúng rồi, nó tới nhanh lắm. Giống như lửa nó bén vô mình em trong tích tắc. Rồi nó chín hết trơn. Để em 13 tay này em đi mổ xong rồi chắc chứ ngày lên chắc ví dụ mổ bên chắc em về sớm nữa nè. Chuyến trước là 10 ngày. Mấy ngày? Chuyến trước 10 ngày chứ chuyến này chắc em nghĩ chắc 5-6 ngày rồi, tại chuyến trước cường cổ nó hơi nặng. Còn này nách nó nhẹ thì em nghĩ là chắc nó về sớm. Em đầu cho nó hai bên nách này là nó cắt ra xong cái nó mai lại cho nó khiếu mình lại giống như cái đùi vậy nè. Cái đùi cắt vết thương hở vậy nè, giống như nguyên miếng da trên cổ rồi đó. Cái vết thương hở vậy nè, cái nó khiếu mình lại thì đó khỏi ghép da nó đó khỏe lắm á. Thì cắt chỉ ở đây cũng khỏe mà nó khiếu lại cái nó bị đau, nó giật bên đây lại vậy nè. Nó đau một thời gian cái nó thịt này giống như nó quen dần á, cái nó hết đau như lúc trước bên đây nó đau lắm. Giờ nó hết. Em mong là cho nó khiếu là được cái gì. Còn như phần da thì em đắp trên đây. Trên đây là phải gọt thịt bỏ. Gọt nguyên cái phiểu này luôn. Chú kia hổng hổng chú kể, chú kể là tay chú công mình gì. Đồng nó gọt hết phần này là phần cũng đắp vô cái mới cho chú thẳng ra được cái gì. Em mong là được cái gì. Thì nói cái này nữa em phải lắc bỏ rồi. Bởi vì cái phần này là cái thịt thừa nó dính thôi đúng không? Nó xẻo mà dư quá. Dư quá. Thì tay bình thường trong này của em nó. Nhưng mà nó có liên quan gì đến cái gân nó? Mình cắt ra như vậy nó có ảnh hưởng gì đến gân? Gân nằm trong không? Trong hả? Dạ đúng rồi. Phần này phần thịt không phải không? Để chú kia bố hóng chú giật tay lên coi em mới biết. Chú nói lúc trước chú công gì thôi. Hồi giờ chú thắng được gì hay lắm. Rồi, nói chung
thấy có những cái hướng sắp tới như vậy là thầy cũng 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 mừng rồi ha, thấy người khác làm thành công rồi mình cũng hy vọng nhiều. Hôm trước em có giờ em nản lắm, em muốn chết không, em nhìn cái mặt nó mũ không à, em về nó mũ dữ trời, mũ lắm kìa, mà cái càm của nó không có giật nha, nó còn y thinh giống như anh vậy đó. Cái sau em nằm cái bố cái lưng nó quá trời lầy đi. Sáng bữa nào nó cũng ướt nhẹp hai cái tả cho nó ướt chảy nước luôn, nước vàng nó ra là thấy vậy không nằm tả nữa, nằm cái đó nó mới lành. Mặt nó mũ dữ kinh lắm, mà chả nó nói về không mấy là nó ăn hết cái mặt luôn đó. Nó ăn buồn là giống như nó không lành luôn á. Em cũng sợ lắm, em đâu có chịu về đâu, mà bác sĩ kêu về phải tắm rửa, bảo thôi em về luôn, chứ nó về mà không chăm sóc kỹ là mặt em dục chết luôn. Khổ lắm, lần ai thăm mà nói chắc là lúa nó chết chứ nó không sốc rồi. Lại nhẹ thôi, lúc em ở trong ba hay gì quá, nhà nhỏ xíu, có ba mấy ký rồ, cái mặt thì cái ghê, cái mình khổ không. Thì hôm nay anh tới thăm thì anh cũng cập nhật cái tình hình sức khỏe của em đó. Thì chúc em nhiều sức khỏe nha. 13 tay này đi em về em để anh. Rồi 13 tay này có gì thì báo cho anh hay ha. Thì mộ cũng trông cho Tân làm được cái phần nào sớm hay phần đó quý vị. Bởi vì khi mà mình làm sớm thì cái cơ địa của mình nó ra nó chưa có rút nhiều. Chứ mình để nhiều năm là nó. Em lên sớm em còn bị chữ nữa. Mổ con cổ mới được có 1 tháng mấy ngày, mười mấy ngày. Vậy đó. Hôm lên mẹ em dắt em lên tránh em làm. Mổ nhiêu ngày rồi mà lên nữa mới có 1 tháng mấy. Không nậu với 1 tháng mấy lên gì, ta 2 tháng ngoài hết lên. Sốt ruột hả? Dạ, em muốn mổ sớm á. Rồi cái nó cho em cái thời cái lịch nó hơi dài nè. Tại vì bữa hôm đi là bữa mấy quên rồi mà. Cái gì là hình như là bữa hôm mười mấy hay gì hả? Là mười mấy là có lên mười mấy, Sài Gòn mười mấy tháng rồi á, là nó kéo tới 13 tới tháng này là gần tháng chạy vậy đó. Bữa trước lần trước là có 10 mấy ngày là nó lên mẫu rồi. Này do cả tháng luôn. Trời vết thương trên đây nó lạnh đó. Vì phải mổ như mổ gà mua dịch, nó muốn mổ thế nào mổ. Nhưng mà anh thấy sức khỏe của Tân bây giờ khỏe hơn nhiều ha. Dạ, nó đỡ đau hơn, đỡ đau hơn. Không ngồi phải nằm ngủ ngày ngủ đêm giống như lúc trước. Như vậy là mừng rồi. Ngồi rồi nói chuyện rồi được. Lúc trước ngủ không. Rồi, ok em. Thì tinh thần cứ vậy đi. Rồi anh cứ cập nhật về cái sức khỏe của em như vậy. Rồi có gì đó thì ngày 13 mà có thăm khám như thế nào đó cho anh hay. Để anh cập nhật lên cho cộng đồng. Mọi người chúc mừng cho em ha. Em mẫu về em điện anh cho. Rồi, ok quý vị. Thành Nguyên cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên trong những hành trình, trong những chặng đường mà Thành Nguyên đã đến thăm em Tân nha quý vị nhé. Và một lần nữa Thành Nguyên kính chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe và bình an. Tạm biệt quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, sau khi mà Thành Nguyên có buổi trò chuyện ngắn với em Tân về cái sự việc mà của chị gái đó, thì quý vị thấy sao ạ? Vâng, kia sự việc thì nó cũng đã qua rồi và sự việc thì nó cũng đã xảy ra, cho nên là Thành Nguyên cũng sẽ không có nói thêm về cái vấn đề này nữa. Còn ý kiến của quý vị như thế nào về cái sự việc này thì quý vị hãy để lại phần bình luận ở phía dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nha quý vị nhé. Một lần nữa Thành Nguyên cũng kính chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an, hạnh phúc nha quý vị nhé. Tạm biệt quý vị.